Quang Ngọc Bổn Thơm TV xin chào tất cả cô chú quý anh chị các bạn yêu mến kênh. Bữa nay Bổn Thơm lại quay quang cảnh chùa Bổn Mặt có tọa lạc tại ấp Phước Thận xã Phước Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng nha. Sau lưng của Bổn Thơm TV đó là cây hồng nhung của nhà có trái quá nhiều luôn, thì Bổn Thơm TV lại chia sẻ cho cả nhà mình xem đó, quang cảnh chùa Bổn Mặt rất là đẹp của nhà, có cây hồng nhung có trái quá trời luôn cả nhà đó, một cây trái đầy nhóc luôn cả nhà, cả trăm cả ngàn trái luôn nè cả nhà đó. Vì cái nhà mình xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh Bổn Thơm TV để Bổn Thơm TV quay cho thật nhiều video hay cho cái nhà mình xem. Nó trên đầu của Bổn Thơm TV luôn nè, quá nhiều cây luôn, quá nhiều trái luôn nè cái nhà đó. Rồi Bổn Thơm cảm ơn cái nhà mình rất nhiều, cái nhà mình nhớ đăng ký để ủng hộ kênh Bổn Thơm TV đó, quá nhiều trái luôn. Rồi xin cảm ơn cái nhà mình rất nhiều ha, cái nhà đừng quên đăng ký để theo dõi với cái nhà, cái nhà nhớ theo dõi ha, xin cảm ơn cái nhà mình rất nhiều. បាទតាមបងធម្មទេវីសូមគោរពយេតាពុកម៉ែបងប្អូនសូមរកសច្ចានគ្រប់បណ្ដាទីលំនៅឋានបាទថ្ងៃនេះបងធម្មបងវត្តព្រះបុណភ័ក្រយេតាថ្ងៃនេះវត្តបុណភ័ក្រស្ថិតនៅភូមិភឹកថងគុំភូតឹងស្រុកចៅថនខេត្តចកចាំងអញ្ចឹងហើយជួយយេតាយើងចូលរួមដើម្បីទេសនាទីក្លែវត្តមកជុំដើម្បីមើលបរិយាកាសមិនចាប់ដើមតុបតែងចូលឆ្នាំអីទេចូលដល់ថ្ងៃយេតាឃើញយាក เราบ้านเราขนมขนมเหยียบจำตกแต่งโดยสะอาดเคยมีตองวันนี้บุญเทอมมาจากทุกท่าน các bạn yêu mến kênh nha. Hôm nay Bổn Thơm lại quay quang cảnh chùa Bổn Mặt tọa lạc tại ấp Phước Thận xã Phước Tân huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng, lại quay quang cảnh về chuẩn bị làm lễ đón Tết nha cả nhà. Hiện tại treo cờ rất là đẹp luôn, quang cảnh ở phía bên trong rất nhiều cây hồng nhung luôn cả nhà. Bên này cũng lại có chiếc xe lại đám cưới nữa nè. Ở phía trước mặt các vị có 12 con giáp rất là đẹp luôn, và ở giữa hồ có tượng Phật Thích Ca rất là đẹp luôn cả nhà, cá rất là nhiều luôn nè. Ở phần mặt hồ là thức ăn còn dính nhóc luôn nè. Thì mời cả nhà mình xem quang cảnh một chút nha, rất là đẹp luôn. Quang cảnh chùa Bổn Mặt này có tông màu nhũ vàng rất là đẹp luôn nè. Mấy năm trước thì có mà tượng thần Vishnu, bà con đến cầu nguyện rất là nhiều đó. Hiện tại là trước mặt của các bạn đó là sư đang chuẩn bị đắp núi ngàn nữa cả nhà, để chuẩn bị đón Tết. Giờ khâu chuẩn bị từ từ đó cả nhà, để khi nào mà làm xong thì cũng Thơm lại quay tiếp cho cả nhà mình xem. Cây hồng nhung nữa cả nhà, ở đây biệt dành ở chùa Bổn Mặt này có cây hồng nhung rất là nhiều, trái cũng rất là nhiều luôn cả nhà, bự bự lắm. Nó tí khép quật ra bốn đập hẹt này, mình chọn đầm thẻ bia lại một phần này gì ta, quật ra bốn đập hẹt này mình bò lương quá đẹp luôn ha cả nhà, có tông màu chủ động màu vàng. Xung quanh công viên chùa thì rất nhiều cây hồng nhung, ở cái nhà xem mình trái bờ bự luôn kìa, không biết có coi thấy không nữa, để dùng lại gần rồi. Ở phía trước mặt đó có ngôi Tam Tạng Tháp rất là đẹp luôn cả nhà, tông màu vàng luôn. Nó còn một dây ta nó men họ trai pi chon các bạn thờ bệnh tròn hơi các bạn khai mình phòng thông TV của mình chẳng chung dây tay cái sản án là họ tay mây nào vọt đẹp buồn phép vậy ta
Nhìn từ hướng này đây là rất là đẹp luôn cả nhà. Men sra po chi lin nou mok hang trai ni. Ngồi tam tạng tháp này rất là đẹp luôn cả nhà. Có tượng gỗ rồi rất là đẹp luôn nè. Để trưng bày cho quý quan khách đến để tham quan. Đây là toàn này nhưng mà gỗ không cả nhà, rất là đẹp luôn. Ở đây cũng có 12 con giáp luôn. Rất là đẹp luôn. Mẹ nó đọc bì sách thế chị ta, nó đã chặt nó một cần thơ sát. Qua ta phải buồn đọc khác. Lâu có thể xong là bàn tóc tay có. Tầm bây giờ tôi là nằm thầm mây. Nằm mà bì bò nó phải bay, nằm mà thọ. Chuẩn bị trang trí đón Quý Mão cả nhà. Nhìn ở đâu cũng toàn là thấy là cây hồng không luôn. Rất là đẹp luôn, quang cảnh chùa bốn mặt. Chùa này cũng là chùa du lịch nha cả nhà. Ở đây có sân khấu nhạc luôn cả nhà, chuẩn bị xong rồi nè. Quá đẹp luôn. Quang cảnh ở đây rất là thoáng mát cả nhà. Thêm một phần rất là rộng luôn. Slahita ti khlewat a preh bunaphek wat ko men tuk no thlop la 3 chnam satavat 2002 rohot dal 2006. Đây cũng có một chiếc ghe rất là nổi tiếng thập niên 2002 cho tới 2006. Tổng cộng là mấy giải nhất đó cả nhà. Rất là đẹp luôn. Ngọn nhìn ngọn tháp rất là đẹp. Nhà coi mình xem cây này trái quá đầy luôn nè cả nhà. Có trái nhóc luôn. Giờ nó bị chói nắng coi không rõ, đeo qua cái cây khác coi cần trái cho cái nhà mình xem ha. Đảm lý hợp lại nhóc. Cây này cháy quá nhiều rồi nha. Đó. Và chậm cháy luôn nè. Cái này nó mới bắt đầu cháy nha cả nhà. Đó. Đầy nghẹt luôn. Quá nhiều cháy luôn cả nhà. Cây này quá cháy luôn. Đầy nghẹt luôn. Trái trên đầu luôn, mới bắt đầu đậu trái nha cả nhà. Chập đầm tập chọp lại bình mới đổi. Quá nhiều trái luôn cả nhà. Quá nghẹt trái luôn. Phải chậm trái. Một xe lại chọn nó dây táo đầm mà tại bia là hình có hòm đơm là hòm bon play mà đơm đi. Hồng nhung nha cả nhà, quá cháy luôn. Quá cháy luôn cả nhà ơi. 3-4 trái một ký. 3-4 trái là một ký đó cả nhà. Cả nhà mình nhìn xa xa phía quang cảnh ở phía chùa bốn mặt này rất là đẹp luôn. Coi như là một vòng này là chỗ nào cũng nhìn thấy cây hồng nhung hết trơn đó cả nhà. Đó. Thì ta mà chung thì leo quá nó lại nó có khơi nó đâm chạy bia đó. Lại tổng thống. บวนปามพลายเมื่อกี้บวนปามพลายเมื่อกี้ว้าแดบว้าเหนียวไก่หงยงลูก
Dũng Thơm TV cũng cố gắng chia sẻ cho cả nhà mình để theo dõi. Đây là chánh điện nha cả nhà, có tông màu vàng cũng hơi cũ rồi. Không biết cái sơn có sơn sửa lên hay không này Dũng Thơm cũng chưa biết. Giờ cứ quay như vậy cho cả nhà mình tiện theo dõi. Đó. Cả nhà mình xem cái hướng về đẳng nè. Cây hồng dung này nó vừa trái ăn được mà vừa nó bóng mát luôn cả nhà. Đậm nó chở nó vậy ta. Đậm lại hộp bán thêm em lục phải chẹt tiếp. Sát. Hoàn cảnh rất là đẹp luôn cả nhà. Rồi Dũng Thơm TV chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý, năm Quý Mão luôn luôn tiền tài vô như nước. Chừng hay em bông thơm sôm ọt quân dị ta phúc mai bông ổn xong rồi thì chẳng cô vần đà tìm nợ thàn kẻ sản lực tiền bông thơm TV sọc sợi mừng có nhằm thamay nằm thơ có chun bộ dây ta chụp chi sợi mừng có lần ở khả nè bà thay chui ốc bà thơm kênh bông thơm TV phong bánh sôm ọt quân.